Hoa đã đi 45 nước rồi. Nhưng đây là một cái chuyến đi đặc biệt, bởi vì đó là cái lần đầu tiên Hoa đi nước ngoài và là lần đầu tiên sinh viên Việt Nam duy nhất đại diện cho Việt Nam tham dự Festival Thanh niên Thế giới. Phương Nguyên rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Kỷ Niệm Thanh Xuân. Thưa quý vị, đến với chương trình chúng ta sẽ được gặp gỡ những người nghệ sĩ nổi tiếng mà quý vị rất yêu mến, và bên cạnh đó là hiểu hơn về câu chuyện thanh xuân của họ thông qua những kỷ vật mà người nghệ sĩ ấy mang đến cùng với chương trình. Và ngày hôm nay, viết tiếp những câu chuyện của Kỷ Niệm Thanh Xuân, xin mời quý vị cùng gặp gỡ một người nghệ sĩ được quý vị khán giả yêu mến bởi nụ cười tỏa nắng và cũng như giọng nói ngọt ngào. Đó chính là người dẫn chương trình, ca sĩ Quỳnh Hoa. Dạ, em xin chào chị. Xin chào Phương Uyên và xin chào quý vị khán giả. Trước khi được trò chuyện với chị Quỳnh Hoa thì Phương Uyên xin phép được cùng với quý vị khán giả khám phá kỷ vật mà ngày hôm nay chị mang đến cùng với chương trình ạ. Rồi, mời Uyên. Đây là kỷ vật như thế nào chị ha? Em có thể gọi đây là gì ạ? Nó là một cái cuốn sách kỷ niệm, một cái lưu bút kỷ niệm. Đối với Hoa, nó là một cái thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời Hoa. Cuốn sách này trên tay của Phương Uyên nó đã tròn 30 năm. Mặc dù 30 năm rồi nhưng Hoa vẫn giữ rất là kỹ. Hoa đã đi 45 nước rồi. Nhưng đây là một cái chuyến đi đặc biệt, bởi vì đó là cái lần đầu tiên Hoa đi nước ngoài và là lần đầu tiên sinh viên Việt Nam duy nhất đại diện cho Việt Nam tham dự Festival Thanh niên Thế giới. Wow, một chuyến đi rất là đặc biệt với chị. Thảo nào em nhìn thấy mặc dù là quyển lưu bút này nó đã nhúng một thời gian rồi nhưng mà chị vẫn giữ rất là tinh tươm mà. Bây giờ ý có thể mở theo cái thứ tự alphabet của các nước, và nó thú vị ở cái chỗ là mỗi trang như vậy á, thì sẽ hình ảnh của tất cả các thành viên của đất nước đó tham gia vào festival. Và cái cuốn lưu bút này họ làm rất là nhanh. Ở cái giai đoạn năm 1994 mà khi vừa kết thúc hành trình là họ đã làm xong một cái cuốn lưu bút kỷ niệm như thế này, cuốn sách ảnh. Và tất cả tụi mình khi vừa được tặng cái cuốn sách đó là gần như đứa nào cũng chảy nước mắt vì xúc động. Ở trong đó nó lưu lại tất cả những cái hình ảnh của nguyên một cái hoạt động suốt 21 ngày của tất cả các thành viên các nước tham gia vào cái liên hoan thanh niên thế giới đó. Và khi mà tụi mình trao cho nhau những cái cuốn lưu bút này á, thì mỗi bạn sẽ tìm về cái trang, ví dụ như Hoa sẽ ghi chữ là Huỳnh Thị Quỳnh Hoa Việt Nam để đánh dấu đây là cái cuốn của mình, người Việt Nam. Và các bạn bè của các nước khi mà cầm cái cuốn lưu bút này thì các bạn sẽ tìm về trang ảnh của bạn đó và sẽ ghi lại cái dòng suy nghĩ cảm tưởng của mình về người bạn Việt Nam như thế nào. Và Phương có thể nhìn thấy tất cả các bạn đang viết rất là nhiều về Hoa, chia sẻ những cái kỷ niệm trong cái chuyến hành trình đó. Vì là một kỷ vật quý giá như vậy cho nên là em rất là nâng niu. Và nãy giờ đây quý vị cũng có thể thấy đây là hình của chị Quỳnh Hoa đúng không ạ? Và hình ảnh ở trên đó các bạn có thể thấy là Quỳnh Hoa đang đứng dạy hát cái bài trống cơm đó cho các bạn thanh niên sinh viên của tất cả các nước. Cái chuyến đi lần đấy thì ba thành viên của đoàn Việt Nam là tập rất là nhiều các tiết mục. Hoa nhớ là lúc đó Hoa trước khi có cái hành trình đó thì Hoa đã chuẩn bị là một cái bài thuyết trình về Việt Nam bằng tiếng Anh. Rồi Hoa chuẩn bị một cái tiết mục múa dân gian, múa quạt dân gian Bắc Bộ. Hoa chuẩn bị một cái bài hát dân ca, rồi Hoa chuẩn bị một cái bài biểu diễn đàn piano để Hoa có thể biểu diễn ở bên đấy. Và qua đấy thì mình tận dụng tất cả mọi cơ hội để mình có thể giới thiệu đất nước mình cùng với bạn bè. Và nó có một cái điều rất là đặc biệt các bạn ạ. Bây giờ thì internet phát triển, ai cũng có thể biết đến Việt Nam. Nhưng cái giai đoạn mà Hoa đi cái năm này là năm 1994 là internet chưa phát triển. Và lúc đó thế giới viết về Việt Nam cũng chưa nhiều. Ở khi Hoa tham gia vào chuyến hành trình này, rất nhiều người bạn ở các nước hỏi là Việt Nam nằm ở đâu trên bản đồ thế giới. Tức là thông tin về Việt Nam rất là ít. Vì vậy mà khi mà Hoa đi, Hoa nhớ là bằng mọi cách Hoa bảo phải cho mọi người biết Việt Nam là như thế nào. Hoa mang theo một cái áo dài, nón lá, và Hoa đi đến đâu Hoa cũng mặc áo dài. Ngay từ cái lúc đó là Hoa đã có một cái niềm đam mê với áo dài và Hoa mặc áo dài. Và Hoa nhớ là mỗi lần đến một cái di tích tham quan hay một cái sự kiện nào đấy thì khi Hoa mặc cái áo dài với cái nón lá thì ngay lập tức là bạn bè các nước là bu lại xin chụp hình chung. Nên hình của Hoa trong cái cuốn này cũng rất là nhiều vì các bạn thích chụp chung với cái tà áo dài Việt Nam. Như ở đây thì em thấy là có rất là nhiều hình chị mặc áo dài và có cả những dòng lưu bút của những người bạn quốc tế nữa. Thì không biết là trong đây các anh chị đó viết những lời như thế nào ạ? Nhiều lắm. Hoa còn nhớ có một cái người bạn thân và nói với Hoa một cái câu lúc đấy thì Hoa đang là sinh viên Đại học Ngoại thương và Hoa chuẩn bị tinh thần là ra trường Hoa sẽ đi làm chuyên ngành về ngoại thương, về kinh tế. Nhưng mà khi mà Hoa biểu diễn rồi Hoa hát, Hoa giao lưu, Hoa thuyết trình các mọi thứ thì bạn ấy bảo là ta nghĩ là mày học ở một cái trường nghệ thuật chứ không phải là học về kinh tế. Và ta nghĩ sau này mày sẽ là một nghệ sĩ đấy. Thực ra lúc đó thì mình chưa hề có cái khái niệm mình sẽ làm theo nghề này. Và không ngờ điều đó lại trở thành sự thật. Và có một điều thú vị hơn nữa là Uyên biết không, tức là mới đây thôi, sau khi gần 30 năm mình thất lạc và mất thông tin hoàn toàn với những người bạn. Hoa còn nhớ là cái thời đó còn trao liên lạc với nhau bằng thư viết tay. Nhưng rồi bẵng đi một thời gian tụi mình cũng mất liên lạc với nhau. Sau khoảng 20 mấy năm là mất liên lạc. Thì mới đây gần đây nhất là năm 2023 là Hà vô tình nhận được một cái tin nhắn trên Messenger Facebook hỏi là có phải Miss Hoa không, rồi gửi lại cái tấm hình trong cái cuốn này luôn, và là mình là bác Bara đây, đến từ nước Ý, là người bạn chụp phương với Quỳnh Hoa trong cái chuyến đó, và bạn đã vô tình tìm được cái Facebook của Hoa, và sau này Hoa với bạn vẫn còn liên lạc với nhau. Rất là xúc động khi mà sau bao nhiêu năm, gần 30 năm tụi mình lại tìm lại thấy nhau. Dạ, những kỷ vật thì thật là tuyệt vời để lưu giữ những kỷ niệm đẹp thời thanh xuân, đúng không ạ? Không biết là từ sau cái sự kiện mà gặp lại của bạn người Ý đó thì chị có tìm kiếm hay là chị có liên lạc với những người bạn khác mà cùng tham gia? Rất tiếc là Hoa mới chỉ tìm được có một cô gái trong cái hành trình rất là đông đại biểu như thế này. Hy vọng là có thể là sau ngày hôm nay Hoa sẽ bắt đầu up lên từng trang một, Hoa đi tìm lại những người bạn cũ đó, những người bạn 30 năm. Tại vì cái năm 2024 cũng là cái đánh dấu kỷ niệm của tụi mình 30 năm, cái ngày mà tất cả các thành viên của thanh niên các nước cùng về tham dự. Dạ, nghe chị kể về quyển lưu bút này cũng như là những lá thư thì em nghĩ chị là một người rất là trân trọng, giữ gìn những kỷ vật. Không biết là kỷ niệm thời thanh xuân thì có ý nghĩa như thế nào để làm nên một MC, một ca sĩ Quỳnh Hoa như bây giờ? Hoa nghĩ là ai cũng có một thanh xuân. Và đối với mình thì cái thanh xuân của Hoa nó là cái thanh xuân đầy kỷ niệm. Nó rất là đẹp và mình cảm thấy là mình đã được sống hết mình trong cái tuổi thanh xuân của mình. Và đến bây giờ mình vẫn còn thanh xuân của mình trôi qua rất là nhanh. Nên hãy làm điều gì nó có ý nghĩa, hãy làm điều mà mình muốn, để sau này khi nhìn lại mình sẽ không cảm thấy hối tiếc. Và Hoa luôn luôn cảm thấy hạnh phúc vì mình đã được làm những điều mình thích, những điều mình mong muốn, và cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Bây giờ thì chị phân chia công việc như thế nào, gia đình, hoạt động, phong trào và nghệ thuật? Bây giờ thì con Hoa đã lớn rồi. Bây giờ thì Hoa không có phải là bận quá nhiều về cái công việc lo cho con cái. Nhưng mà bây giờ mình lại thích tập trung công việc của mình bây giờ cho các hoạt động xã hội. Mỗi lần mỗi cái chuyến đi hoạt động xã hội, như hiện nay Hoa đang là đội trưởng của đội tình nguyện viên nghệ sĩ với hơn 130 nghệ sĩ tham gia các hoạt động. Thì mỗi một cái hành trình đi thì mình cảm thấy nó rất là ý nghĩa. Thấy là những điều mình đang sống, mình đang làm, nó có thể giúp ích và chia sẻ được cho nhiều người. Cái điều đó nó tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ. Nó hơn cả tiền bạc, hơn cả sức khỏe nữa. Nên Hoa đang dành hầu như trọn vẹn thời gian của mình, ngoài cái công việc ở cơ quan, thì Hoa dành rất nhiều cho các hoạt động tình nguyện. Dạ, ngày hôm nay được trò chuyện với chị Quỳnh Hoa thì em cảm thấy rất là vui, rất là vinh hạnh. Bởi vì nhiều người khi mà hỏi về thanh xuân thì người ta hay nói về cái sự dám đương đầu, những sức sống của tuổi 20. Còn có người thì lại nói về độ chín của tuổi 30. Nhưng mà gặp chị Quỳnh Hoa đây thì giống như là một nhân chứng cho việc là thanh xuân của đời người thì có thể qua đi, nhưng mà thanh xuân trong trái tim thì sẽ luôn còn mãi, khi mà trái tim của chúng ta vẫn nuôi dưỡng, vẫn ấp ủ những hoài bão và cũng như là những cảm xúc trong veo. Vậy thì nhân chương trình kỷ niệm thanh xuân ngày hôm nay, chị có thể gửi tặng một món quà âm nhạc dành cho tất cả quý vị khán giả được không ạ? Nhân chương trình ngày hôm nay thì Hoa muốn gửi tặng khán giả một bài hát, nó cũng gắn với cái tình yêu của mình, đó là tình yêu áo dài. Hoa yêu áo dài từ những cái ngày đầu tiên Hoa đi học cấp 3, bắt đầu vô nghề dẫn chương trình. Như là trong cái cuốn sách này, cũng đây cái chuyến đi đầu tiên đến nước ngoài của Hoa cũng mặc rất là nhiều áo dài. Và bài hát mà Hoa gửi tặng quý vị khán giả cũng là một ca khúc về áo dài. Đêm xưa hai mảnh tuyệt vời, thân sau và trước nên lời nước non. Áo dài khúc hát vàng son, dịu dàng tha thướt cho người ngẩn ngơ. Vẫn xưa ta áo nhẹ nhàng, hồn quê e ấp tình người ân sâu. Áo dài duyên dáng bấy lâu, năm châu buôn bế nghiêng mình tán dương. Áo dài hồn Việt Nam đó, áo dài thước tha, áo dài truyền thống ông cha, tự hào đất nước, áo dài Việt Nam. nước quê nhà Việt Nam. Đêm xưa hai mảnh tuyệt vời, thân sau vạt trước nên lời nước non, áo dài khúc hát vàng son, dịu dàng tha thướt cho người ngẩn ngơ. Vẫn giờ ta áo nhẹ nhàng, hồn quê ấm tình người ân sâu, áo dài duyên dáng bấy lâu, năm châu bốn bể nhưng mình tan dương. Áo dài đi khắp bốn phương, hồn Việt Nam đó. Áo dài thướt tha, áo dài truyền thống ông cha, tự hào đất nước, áo dài Việt Nam. Áo dài đi khắp bốn phương, hồn Việt Nam đó. Áo dài thướt tha, áo dài truyền thống ông cha, tự hào đất nước, áo dài Việt Nam. Áo dài đi khắp bốn phương, hồn Việt Nam đó. Áo dài thướt tha, áo dài truyền thống ông cha, tự hào đất nước, áo dài Việt Nam. Việt Nam. Xin cảm ơn món quà âm nhạc mà chị đã mang đến chương trình, cũng như là những câu chuyện về kỷ niệm thanh xuân rất là tuyệt vời. Và em chúc cho chị sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe, luôn tràn ngập thanh xuân trong trái tim của mình và được thêm nhiều sự yêu mến từ quý vị khán giả. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Chị Quỳnh Hoa và Phương Uyên xin được gửi lời chào và lời cảm ơn trân trọng đến sự đồng hành và theo dõi của tất cả quý vị.